Xin chào mọi người và nhất là các anh trai chị gái tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Đây là video clip em sẽ chia sẻ cái vận hạn tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của anh chị trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Em đã chia sẻ cái tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các anh các chị bằng hai cái video riêng lẻ để mà xác định được cả tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn rồi các cái hạn xung chiếu ở trong bổn mệnh của mình. Tuy nhiên cái vận hạn thì nó cứ khá giống nhau ở trong tất cả mọi cái hành trình của cái năm, cho nên là ở cái phần 6 tháng cuối năm này thì em sẽ dồn lại. Tuy nhiên là do là nam mạng của Kỷ Dậu, cái sao chủ của năm ở trong năm Tân Sửu thì là một cái phúc tinh, ngược lại là đối với nữ là một khao tinh thái bạch, còn nam là thái âm, một trong những cái phúc tinh có thể nói là tốt nhất trong cái bộ sao nói về hàng năm. Giữa thí dụ như hai cái này thì nó có sự chênh lệch nhau, cho nên là cái vận hạn của từng tháng xui rủi nó cũng sẽ có chút khác biệt một tí xíu. Để nói trước để các anh chị thấy nè, ủa sao nói sáng đó tôi sung, tôi đáng lẽ tôi tốt mà tại sao tôi không tốt? Tại vì cái sao chủ của năm của mình không tốt, cho nên mình sẽ không bằng được những người nam. Đối với tuổi của các anh chị ở các chị gái ở trong năm Tân Sửu này, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái sao hạn, rồi sau đó mình sẽ luận vào cái vận trình 6 tháng thì các anh chị sẽ tự động sẽ hiểu rõ hơn. Đầu tiên á, đối với nam á, thì có cái phúc tinh thái âm, một cái phúc tinh đem lại may mắn, phúc lộc tốt, nhất là phương diện tài chính. Chủ về một năm có thể là nếu có khó khăn thì sẽ gặp được bạn bè quý nhân giúp đỡ. Hạn thì hạn Diêm Vương, tuy có cái sao tốt, tuy nhiên hạn của năm là hạn Diêm Vương, rất là dễ có những cái bệnh về đường máu huyết, bổn mạng sức khỏe kém, cẩn trọng tai biến máu huyết, tránh việc kiện thưa. Chủ về không có thuận lợi, thường là nếu mà năm nay có kiện thưa thì người Kỷ Dậu sẽ nắm chắc là sẽ thua thiệt. Vận niên thì lại là một vận niên tốt, khi là vận niên hậu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây, khỉ ăn quả nhiều thì tốt, may mắn. Công việc từng ách tắc ở trong những cái năm trước, đặc biệt là cái năm 2020 khi mà người Kỷ Dậu chịu cái tam tai năm nặng thì sẽ dần được giải quyết. Đường công danh thuận lợi, kinh doanh buôn bán thì phát tài, làm nông thì được mùa. Năm trước người Kỷ Dậu thì cũng phải chịu cái sự tam tai, đó là Tỵ Dậu Sửu 2019, 2020, 2021 thì 2020 là năm tam tai năm nặng, cho nên người Kỷ Dậu năm vừa rồi là một năm rất là nhiều cái việc không tốt đẹp. Tuy nhiên năm nay cũng là năm tam tai năm cuối, nhưng được cái bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu lại là năm Thổ nữa, cho nên là cái phần xung rung rủi của cái năm tam tai nó bớt phần tác dụng. Chủ yếu thì đối với cái người có sao thái âm như thế này thì dễ gặp thị phi thôi ha. Năm nay điển hình nhất mà dễ nhìn thấy nhất là anh Hoài Linh ha. Năm vừa rồi thì bị coi như ung thư, thì năm nay thì tới thị phi tai tiếng đầu rớt chúng cái đầu bóp ha. Đối với nữ thì không tốt đẹp hơn, vì nữ có cái hao tinh thái bạch, một cái phá hao tinh thường mang đến đau ớm, trở ngại trong công việc kinh doanh, đề phòng tiểu nhân phá hoại làm hao tốn tiền của, cẩn thận có thể là trắng tay chứ không phải giỡn chơi. Chuyện thậm chí là đáo tụng đình. Xấu nhất của cái người Kỷ Dậu á là tháng 2 và tháng 8 âm lịch, và kỵ nhất là tháng 8 ha. Hạn của năm á thì nữ mang hạn Thiên La, một cái hạn đem về cái sự tinh thần bất an, chủ hay đau ốm hoặc là đau ốm lâu ngày không khỏi. Vận niên thì cũng giống như là nam, đó là vận niên hậu thực quả, là có một cái năm có thể nói là tổng năm vẫn là năm có ăn chứ không phải là một năm thất bại. Dù là có sao thái bạch, sao thái bạch thì mang hành kim, người mệnh thổ bao lấy hành kim, bao cái sao thái bạch, sao suy hao mà là bị sinh xuất cái sao nữa, cho nên là năm
năm Tân Sửu này á, đối với người nữ cái thái bạch nó không mạnh về phần tiền tài bị suy hao, mà suy hao chủ yếu nằm ở phần sức khỏe và những cái bổn mạng của mình. Cho nên là các chị nhớ cẩn thận, dù rằng đây là năm Thổ ha. Rồi đó là sao hạn vận niên của nam nữ mạng tuổi Kỷ Dậu. Thì bây giờ với những cái sao hạn vận niên đó, cân lượng của mình sẽ đem góp vào trong cái tháng, sẽ xem là người Kỷ Dậu nam nữ mạng nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết của cái vận trình 6 tháng cuối năm chính là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này là tháng Bính Thân, một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng rất là tốt, phúc tinh tài tinh, vì bổn mạng được tương sinh sẽ phát huy tác dụng tối đa của mình. Thiên can Kỷ Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Bính là hỏa, nạp âm của Kỷ là thổ. Đây là tháng nạp âm ngũ hành tương sinh, cho nên là có thể đây là tháng có tài lộc nhưng không lớn. Địa chi Thân Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Đây là tháng gia đạo tình cảm của cả anh lẫn chị nó không có nhiều cái sự xung khắc. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tức là tháng trung thu của năm Tân Sửu. Thì tháng này là tháng Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu thì lại là một tháng hỏa tiếp. Như vậy xét về trụ mệnh vẫn được tương sinh hỏa sinh thổ, cho nên là đây là bổn mệnh được tương sinh tháng tốt cho sức khỏe bổn mạng, phúc tinh tài tinh, vì thế cũng được hưởng lợi tốt. Thiên can Kỷ Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Đinh là hỏa, Kỷ là thổ, đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, cho nên đây là tháng cũng giống tháng 7 có thể có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng mong cầu. Tuy nhiên địa chi thì không tốt như tháng 7, khi tuổi Dậu gặp tháng Dậu là năm sinh tháng tuổi, dễ có những cái chuyện rầy rà rối rắm bực bội ở trong cái mối quan hệ xã hội cũng như là tình cảm gia đạo. Đặc biệt các này là các chị gái nhớ cẩn thận con trai của mình dưới 25 tuổi là cái tuổi sẽ có đứa nó gây phiền hà cho các chị ở trong cái tháng này. Tiếp tục là tháng Mậu Tuất, tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng Mậu Tuất là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mệnh là mộc của tháng khắc thổ của mệnh, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân, bổn mạng có thể nguy nan ở trong tháng này đối với các chị nữ. Thiên can Mậu Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cả Mậu lẫn Kỷ thì thuộc thổ, cho nên đây là một thiên can tốt, có thể không có việc gì quá lớn lao ở trong công việc mọi thứ. Địa chi Dậu Tuất, đây là cái nhóm địa chi lục hại, cẩn trọng gia đạo tình cảm, có nhiều điều xấu xảy ra không tốt đẹp như là mình mong muốn ha. Tháng 8 với tháng 9 là hai tháng sẽ không có tốt về cái gia đạo tình cảm. Tháng 9 còn xấu về bổn mạng đối với người nữ có sao thái bạch. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Kỷ Hợi, đây là một tháng mộc. Như vậy mộc tiếp tục khắc thổ của bản mệnh, tháng khắc bản mệnh sức khỏe xấu, cần cẩn trọng những cái tai nạn phạm thân, đề phòng bổn nạn uy nan với người nữ mạng có sao thái bạch. Rồi thiên can thì chữ Kỷ của Kỷ Hợi và chữ Kỷ của Kỷ Dậu là đồng hành, người ta gọi là thiên can đồng hành, công việc thuận thành hanh thông, không có việc gì quá xung khắc to lớn tốt. Địa chi Hợi Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm sẽ có một cái sự cải thiện rõ rệt so với tháng 8 và 9. Như vậy thì tháng 10 cũng như tháng 9 thì phải cần cẩn trọng cái bổn mạng và sức khỏe khi tháng khắc bổn mạng của mình. Còn cái việc về gia đạo tình cảm thì tháng 10 tốt hơn tháng 9 ha. Còn mọi thứ thì giống nhau. Tiếp tục là tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 11 của năm Tân Sửu là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ, tháng thổ của năm thổ, mình mệnh thổ, thì đây là tháng bổn mạng đồng hành, bổn mạng sức khỏe không gặp khó khăn,
phúc tinh tài tinh được hưởng lợi và phát huy tác dụng. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ ra mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của kỷ là thổ, canh tân là kim, cho nên đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Tháng này rất dễ suy hao tài lộc đối với nữ khi có sao thái bạch nó hoành hành, còn đối với nam thì tháng này không có tốt lắm về công việc. Vì sao? Vì địa chi là Tý Dậu, Tý Ngọ Mão Dậu, đây là bộ tứ hành xung, tuy nhiên là nó không có sát nhau, cho nên tình cảm gia đạo có chuyện không vui, cẩn thận đối tác làm ăn gây thiệt hại cho mình, cho mượn tiền tháng này thì cầm chắc là không lấy lại được đối với các chị nữ nha. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu luôn, thì tháng Tân Sửu là một tháng thổ, như vậy bổn mạng cũng giống tháng 11, không có quá nhiều cải xung khắc khi thổ của tháng là thổ của năm và thổ của bổn mệnh nằm chung đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh được hưởng lợi. Tân kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của kỷ cũng là thổ và nạp âm của tân canh là kim, cho nên đây cũng giống như tháng 11, sinh xuất về nạp âm ngũ hành của thiên can, rất dễ có chuyện suy hao tài lộc nhỏ hoặc là nằm trong tính toán, cũng có thể là sẽ có suy hao tài lộc đối với các chị dành cho con cái. Địa chi thì Sửu Mùi, thần tức Sửu Mùi, Sửu Mùi là nằm trong bộ tứ hành xung, thần tức Sửu Mùi lại sát nhau cho nên gọi là chính xung hoặc là lục xung, thì đây là một trong những cái địa chi không tốt đẹp, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái buồn phiền, đặc biệt là các mối quan hệ có thể trong làm ăn có thể sẽ đem đến những cái điều phiền muộn bực bội cho các chị. Các chị nhớ cẩn thận với cái sao thái bạch của mình. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 đối với người Kỷ Dậu cả nam lẫn nữ mạng. Bên cạnh cái sự tốt đẹp của người Kỷ Dậu nam mạng với cái sao thái âm nằm ở trong bổn mệnh, thì phần nào khống chế lại cái vận trình của năm, vận trình của 6 tháng còn lại không quá nhiều cái xấu. Thì ngược lại các chị với sao thái bạch thì vận trình của năm nó sẽ nhiều cái khúc khuỷu hơn, nó khó khăn hơn. Hy vọng rằng với cái thông tin em vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho các anh chị biết nên cương nên nhu như thế nào ở trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021, một cái năm gọi là tam tai năm cuối, cũng như là một cái năm mà dịch bệnh còn đang hoành hành rất là nhiều. Hy vọng rằng các anh các chị ứng dụng cái thông tin này mà có được một năm, dù rằng năm không được tốt đẹp, vẫn có cái sự thành công mỹ mãn. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi vào cuộc sống, xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh, các chị, cũng như người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh, các chị ở những video tiếp theo.